Người Mỹ không tôn kính chính phủ mà tôn kính Chúa Trời. Tổng thống Trump phát biểu nhân ngày độc lập của nước Mỹ ngày 4 tháng 7. Ông nhấn mạnh về niềm tôn kính Chúa Trời và quyền con người. Kể từ ngày ký tuyên ngôn độc lập 241 năm trước, nước Mỹ luôn luôn khẳng định quyền tự do đến từ Đức Sáng Thế của chúng ta. Các quyền lợi của chúng ta là do Đức Chúa Trời ban tặng. Không lực lượng nào trên trái đất có thể tước bỏ những quyền lợi đó. Đó là lý do tại sao chính phủ của tôi đang chuyển giao quyền lực ra khỏi Washington và đưa quyền lực đó quay trở lại với người dân. Trở lại với người dân. Quyền tự do tín ngưỡng của chúng ta được gìn giữ trong tu chính đầu tiên của tuyên ngôn nhân quyền. Các nhà sáng lập nước Mỹ đã dẫn chứng về Đức Sáng Thế 4 lần trong tuyên ngôn độc lập. Cựu Tổng thống Mỹ Benjamin Franklin nhắc nhở các đồng sự trong hội nghị hiến pháp phải bắt đầu phiên họp bằng cách cúi đầu cầu nguyện, đồng thời ghi nhớ lên đồng tiền của chúng ta bằng những từ chúng ta tin vào Đức Chúa Trời. Ở Mỹ, chúng ta không tôn kính chính phủ, chúng ta tôn kính Chúa Trời.